Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em lại giới thiệu đến anh em một bộ sưu tập bật lửa Zippo của bên em. Thì như anh em có thể thấy đây là những chiếc bật lửa Zippo hàng mới chưa sử dụng, chưa đổ xăng luôn anh em. Em thì cũng ít xài Zippo này nên nhưng mà rất là thích nên là mua về để bán cho anh em. Đây là những hàng mặt hàng mới chưa có sử dụng. Thì tất cả những chiếc Zippo này đều được nhập từ Mỹ và từ Nhật. Có những cái này nó là hàng xuất Nhật. Đó. Giá thì nó sẽ từ 650.000 cho tới 1.200.000, nó tùy cái. Thì đây em cứ quay lên như thế này thì anh em thích cái mẫu nào thì có thể liên hệ với em, chụp hình màn hình gửi qua Zalo cho em. Zalo của em là số 0772020010, số mà để trên đầu của YouTube ấy. Đó. Nhiều cái mặt rất là độc, màu sắc rất là đẹp. Anh em thích cái nào thì có thể liên hệ với em. Em thì không có dành với Zippo nhiều nên là không có thể tư vấn sâu được. Vì tất cả những cái này đều là hàng mới hết. Nên là tại vì không biết chơi sâu về thằng Zippo nên là em cứ lấy hàng mới về bán cho nó chắc cú. Có thể là nó không có đáp ứng đủ cái nhu cầu của anh em nhưng mà mới chơi thì vậy thôi. Mới chơi thì chơi những cái đời mới. Có nhiều cái rất là đẹp. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé.